xem ngày tốt tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Mùi. Xin chào quý anh chị và các bạn, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ tư vấn đến mọi người về phương pháp sử dụng lộc mã quý nhân để chọn ngày tốt trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Mùi. Tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi, sát chủ ngày Giờ Dậu, thủ tử ngày Giờ Thân, nguyệt phá ngày Giờ Tỵ. Để cùng tìm hiểu những thông tin chi tiết thì quý anh chị đừng quên like, share, nhấn vào nút đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ những thông tin hữu ích nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung cụ thể. Đầu tiên, trước khi tìm hiểu những ngày tốt của tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch thì chúng ta cần phải biết đến những ngày xấu cần tránh. Ngày xấu cần tránh trong tháng 10 âm lịch năm 2020 cho tuổi Mùi gồm có ngày Tam Nương, ngày Con Nước, ngày Nguyệt Phá, ngày Xung Tuổi, ngày Dương Công Kỵ, ngày Sát Chủ, ngày Thụ Tử, ngày Thiên Điện Chuyển Sát. Đây là những ngày kiêng làm việc lớn bởi vì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tài vận, số mệnh của quý vị. Trong phần đầu tiên của chương trình, chúng ta cùng đi tìm hiểu cụ thể những ngày xấu. Đầu tiên là ngày Tam Nương, là ngày mùng 3 âm lịch. Mùng 3 âm lịch là ngày Giáp Tý, bỏ. Ngày mùng 7 âm lịch là ngày Mậu Thìn, bỏ. Ngày 13 âm lịch là ngày Giáp Tuất, bỏ. Ngày 18 âm lịch là ngày Kỷ Mão, bỏ. Ngày 22 âm lịch là ngày Quý Mùi, bỏ. Ngày 27 âm lịch là ngày Mậu Tý, bỏ. Đây là những ngày Tam Nương, đặc biệt cần tránh chuyện ăn hỏi, cầy xin. Tiếp theo, ngày Con Nước gồm có ngày 11 và 25 âm lịch, trong đó ngày 11 âm lịch là ngày Nhâm Thân. Ngày 25 âm lịch là ngày Bình Tuất, bỏ. Nguyệt Phá gồm những ngày Tỵ, trong đó ngày Tỵ của tháng 10 âm lịch gồm có ngày mùng 8 âm lịch và 20 âm lịch. Mùng 8 âm lịch là Kỷ Tỵ, bỏ. 20 âm lịch là Tân Tỵ, bỏ. Xung Tuổi gồm những ngày Sửu, trong tháng 10 âm lịch có những ngày Sửu là mùng 4, 16 và 28 âm lịch. Trong đó mùng 4 âm lịch là Ất Sửu, 16 âm lịch là Đinh Sửu và 28 âm lịch là Kỷ Sửu. Ngày Dương Công Kỵ là ngày 23 âm lịch, là ngày Sát Thân. Sát Chủ là những ngày Dậu. Ngày Dậu trong tháng 10 âm lịch gồm có ngày 12 âm lịch và 24 âm lịch, trong đó 12 âm lịch là Quý Dậu và 24 âm lịch là Ất Dậu. Thụ Tử gồm những ngày Thân, trong đó ngày Thân có ngày 11 và ngày 23 âm lịch là ngày xấu. Thiên Địa Chuyển Sát gồm có Bính Tý và Nhâm Tý, trong đó tháng 10 âm lịch thì chỉ có Bính Tý, không có Nhâm Tý. Bính Tý sẽ rơi vào ngày 15 âm lịch. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày xấu cần phải tránh. Hãy cùng chúng tôi điểm lại những ngày xấu. Từ đầu tháng đến cuối tháng có những ngày sau: ngày mùng 3 âm lịch, mùng 4 âm lịch, mùng 7 âm lịch, mùng 8 âm lịch, 11 âm lịch, 12 âm lịch, 13 âm lịch, 15 âm lịch, 16 âm lịch, 18 âm lịch, 20 âm lịch, 22 âm lịch, 23 âm lịch, 24 âm lịch, 25 âm lịch, 27 âm lịch, 28 âm lịch. Đây là tất cả những ngày xấu trong tháng 10 âm lịch. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với phần ngày tốt của tuổi Mùi trong tháng 10 âm lịch. Ngày tốt của tuổi Mùi sẽ trên các phương diện sau. Thiên can gồm có Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý, ứng với lộc tồn, thần tài và những ngày quý nhân. Tiếp theo, địa chi thì gồm có Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi. Ứng theo tam hợp, nhị hợp và thiên mã,
Như vậy, chúng ta sẽ có hai hướng để xét ngày tốt trong tháng 10 âm lịch của tuổi Mùi. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với phần xét ngày tốt đầu tiên theo thiên can để tìm ra được lộc tồn, thần tài và quý nhân. Đầu tiên, chúng ta cùng đi tìm hiểu về Ất Mùi. Ất Mùi sinh năm 1955 và 2015. Ất Mùi có lộc tồn, thần tài và quý nhân trùng với những ngày Mão, Tý và Thân. Trong đó, ngày Mão thì có ngày mùng 6 âm lịch là Đinh Mão và 30 âm lịch là Tân Mão. Ngày Tý và ngày Thân. Ngày Tý thì đã gạch bỏ đi bởi vì toàn những ngày xấu, ngày Thân cũng trùng với ngày Thủ Tử. Nên Ất Mùi chúng ta chỉ có ngày mùng 6 và ngày 30 là ngày đẹp theo thần tài và quý nhân. Tiếp theo cùng đến với tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Đinh Mùi có lộc tồn, thần tài, quý nhân vào những ngày Ngọ, Dậu và Hợi. Trong đó, ngày Ngọ có ngày mùng 9 âm lịch là ngày Canh Ngọ, ngày 21 âm lịch là ngày Nhâm Ngọ. Ngày Dậu và ngày Hợi, ngày Dậu trùng với ngày sát chủ nên không phải ngày đẹp. Ngày Hợi thì có mùng 2 âm lịch là Quý Hợi, 14 âm lịch là Ất Hợi, 26 âm lịch là Đinh Hợi. Kỷ Mùi sinh năm 1979 có ngày lộc tồn, thần tài và quý nhân vào những ngày Ngọ, Tý và Thân. Đầu tiên, ngày Ngọ có ngày mùng 9 âm lịch và ngày 21 âm lịch. Ngày Tý và ngày Thân. Ngày Tý và ngày Thân đều là ngày xấu, trong đó ngày Thân là ngày Thụ Tử nên không được đẹp. Tiếp theo, Tân Mùi sinh năm 1991 có lộc tồn, thần tài, quý nhân vào những ngày sau: ngày Dậu, Ngọ và Dần. Trong đó, ngày Dậu trùng với ngày sát chủ không được. Ngày Ngọ có ngày mùng 9 âm lịch là Canh Ngọ và 21 âm lịch là Nhâm Ngọ. Ngày Dần có ngày mùng 5 âm lịch là ngày Bính Dần, ngày 17 âm lịch là ngày Mậu Dần và ngày 29 âm lịch là ngày Canh Dần. Cuối cùng, tuổi Quý Mùi sinh năm 1943 và 2003 có ngày thần tài và quý nhân rơi vào những ngày Tý, Tị và Mão. Trong đó, Tý và Tị đều là ngày xấu, Tị là ngày nguyệt phá. Còn Mão thì có ngày mùng 6 âm lịch là Đinh Mão và ngày 30 âm lịch là Tân Mão. Trên đây là những ngày đẹp xét theo thiên can có ngày lộc tồn và thần tài. Có ngày lộc tồn là thần tài và ngày quý nhân. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần 2, đó là xét ngày đẹp theo địa chi. Địa chi Mùi có nhị hợp và thiên mã rơi vào những ngày Ngọ và ngày Tị. Ngày Ngọ có ngày đẹp là ngày mùng 9 âm lịch Canh Ngọ và ngày 21 âm lịch là Nhâm Ngọ, mùng 9 và 21. Đinh Mùi đã có, Kỷ Mùi đã có, Tân Mùi đã có, Quý Mùi có ngày mùng 9 và ngày 21 âm lịch, ứng với ngày Canh Ngọ và Nhâm Ngọ. Tiếp theo, ngày Tị. Ngày Tị trùng với ngày nguyệt phá nên không được xét là ngày tốt. Quý vị thân mến, trên đây chúng ta đã xét theo hai phần để xem ngày đẹp tháng 10 âm lịch, ngày Mùi theo thiên can và địa chi. Tổng quan lại có những ngày tốt theo từng tuổi như sau. Đầu tiên, Ất Mùi với những người sinh năm 1955 và 2015 có ngày mùng 6 âm lịch, ngày bạn có ngày mùng 6 âm lịch, ngày mùng 9 âm lịch, 21 âm lịch và 30 âm lịch. Đinh Mùi sinh năm 1967 có ngày mùng 2 âm lịch, mùng 9 âm lịch, 14 âm lịch, 21 âm lịch và 26 âm lịch. Kỷ Mùi sinh năm 1979 có ngày mùng 9 âm lịch và 21 âm lịch. Tân Mùi sinh năm 1991 có ngày mùng 5 âm lịch, mùng 9 âm lịch, 17 âm lịch, 21 âm lịch và 29 âm lịch. Quý Mùi sinh năm 1943, 2003 có ngày mùng 6 âm lịch, mùng 9 âm lịch, 21 âm lịch và 30 âm lịch. Quý vị thân mến, trên đây là những ngày đẹp trong tháng 10 âm lịch của tuổi Mùi năm 2020. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video và luôn ủng hộ chúng tôi. Quý vị đừng quên like, share, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất và không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video lần sau.